Đều đặn vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các thanh niên của xã Húc lại đến nhà nghệ nhân Hồ Văn Mư ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa để học đánh đàn ta lư. Cùng với thời gian và sự thay đổi của cuộc sống hiện đại, đàn ta lư đang đứng trước nguy cơ mai một khi người biết chế tác và đánh đàn như ông Mư ngày càng ít. Thế nhưng từ sự đam mê nhạc cụ dân tộc của thế hệ sau và nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống của thế hệ đi trước, tiếng đàn ta lư ngày càng vang xa trên dãy Trường Sơn. Giống như chú và Liên đây, với anh Lộc, đó là những người tâm huyết với nhạc cụ truyền thống và những người sẽ gìn giữ lại cho đồng bào mình. Tôi hy vọng sau này lớp trẻ như chúng tôi và lớp trẻ sau nữa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông đã để lại. Thời gian qua, huyện Hướng Hóa đã chủ trọng khai thác, truyền bá, phát huy các giá trị nghệ thuật dân gian truyền thống của đồng bào thiểu số. Nhiều loại nhạc cụ như cồng, chiêng, đàn ta lư, khen bè được gìn giữ và truyền dạy cho thanh thiếu niên. Hầu hết các xã thị trấn đều có đội văn nghệ quần chúng nhằm biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Địa phương cũng có nhiều hoạt động khuyến khích, tạo điều kiện cho các nghệ nhân duy trì và phát triển các làn điệu dân ca. Cuộc sống càng hiện đại, giới trẻ không còn mặn mà tới việc sản xuất sử dụng nhạc cụ. Hàng loạt người từ bỏ nên chúng tôi rất muốn truyền dạy cho người đam mê nhạc cụ dân tộc. Hiện nay đã có nhiều người tìm đến học cách làm và chơi nhạc cụ. Chúng tôi rất phấn khởi vì bản sắc dân tộc sẽ không bị mai một. Để tiếp tục phát huy vốn âm nhạc dân gian, thời gian tới, huyện Hướng Hóa sẽ dành nhiều sự quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến cơ sở. Huy động đông đảo các cấp, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia để văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội.